đây. Đó. Rồi thì bây giờ đây là lá thứ ba. Mình chia nè, 1 2 3. Đây là lá thứ 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây là lá thứ 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó. Rồi, vậy thì trong ba lá này nó sẽ là ba lá nào? 1 2 và 3. Đó, các bạn thấy. Vâng, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái xem. Vâng, thì hôm nay ở video này Lý Thái sẽ hướng dẫn cho anh em một cái chỗ thuật khá hay, khá là thú vị, không cần phải sử dụng độc rượu mà có thể biểu diễn trước đám đông một cách tự tin. Và cái mạng thuật này các bạn có thể biểu diễn trong một bữa tiệc, nó sẽ gây một hiệu ứng bất ngờ rất là hay. Ok, thì trước khi vào hướng dẫn thì Thái sẽ biểu diễn cho anh em xem nha. Thì do không có khán giả, chính vì thế mà Thái sẽ biểu diễn từ biên tự diễn, cho nên không gây hiệu ứng, cho nên mong anh em thông cảm. Rồi bây giờ mình sẽ xe bài ra cho khán giả bắt ba lá bài ngẫu nhiên. Bây giờ mình sẽ lấy là ba lá nè, mình sẽ nhét vào trong giữa bài như thế này nè nha. Đó, em xem như thế này. Đó, rồi mình đẩy vô trong nha, rồi mình sẽ cắt bài như thế này nha. Đó, rồi mình xào nha. Đó. Rồi thì bây giờ là mình sẽ xe bài ra cho khán giả bắt thêm ba lá bài ngẫu nhiên nữa. 2 3. Rồi vô đây là lá ba, đây là lá già, đây là lá gì. À, thì đây là 11, đây là 13, đây là 3. Thì những cái lá bài này, ba cái lá nó sẽ nằm tương ứng với những cái lá bài như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ sao bài lên nha. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bài nè. Đây. Đó. Rồi thì bây giờ đây là lá thứ ba. Mình chia nè, 1 2 3. Đây là lá thứ 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đây là lá thứ 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó. Rồi, vậy thì trong ba lá này nó sẽ là ba lá nào? 1 2 và 3. Đó, các bạn thấy. Rồi, ok không? Đó. Rồi. Thì sau đây Thái sẽ hướng dẫn về cái trò này. Ok. Thì cái trò này nó rất là hơi ảo chút xíu nha. Đó. Nhưng mà các bạn phải biết kỹ thuật sao bài nha. Dạ, sao bài. Tại vì cái này thì nó có hai cách để biểu diễn. Bây giờ cách này là sao bài. Thì anh em phải biết cách sao bài một lá nha. Và kèo bài thì đó là kỹ thuật mình đã chia sẻ rồi. Thì anh em cứ lên trên cái kênh của mình tìm cái video đó, anh em tập luyện nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ biểu diễn với một cái khán giả đó nha. À, thì mình sẽ trải bài ra cho họ bắt ba lá ngẫu nhiên. À, thì bây giờ mình sẽ lấy ba lá đi, dụ ba lá này đi nha. À, rồi thì bây giờ mình sẽ bỏ ba lá này vô trong giữa bộ bài nè, 1 nè, 2 nè nha, 3. Rồi khi mình đẩy vô trong thì mình đẩy cho nó xéo như thế này, anh em xem nè, đẩy cho nó xéo như thế này. Đó, đẩy nè. Rồi anh em dùng tay em tách cái là phần bài này ra thì anh em cắt nè, cắt nha, cắt 1 nè, cắt 2 nè, cắt 3. Đó, thì anh em thấy là ba lá bài này nó đã nằm ở trên đầu rồi, đúng không? À, thì chúng ta có thể là bóp nhẹ góc bài xuống đây, để giúp nhẹ lên, để cho nó có một cái khuyết làm dương. Rồi chúng ta xào ba lá bài này xuống thôi. Đó, còn thấy là nó có cái âm dương nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho khán giả lấy một lá bài ngẫu nhiên, ba lá. À, bây giờ ba lá nè. 1, 2, 3 đi. Đó, thì lá này là lá thứ 3. Giữ lá này là lá thứ 3. Lá này cũng là lá 12. Đó. Rồi bên sau thấy, mình xào từ đây qua đây. Thì đầu mình sẽ, cái này là cuối thì hồi nó sẽ lên đầu. Đây số 12 thì mình kèo thôi. Mình xào nè. Lá trên dưới nè. 2 nè. 3 nè, 4 nè,
5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11, 12. Tiếp tục mình xào ba là mình vuốt nè. Vuốt 1, 2, 3. Tiếp tục này vuốt 1, 2, 3. Rồi mình chồng lên thì các bạn thấy nó có cái dấu âm dương nè. Thì mình đặt xuống nè. À, cắt ra như thế này. Rồi thì bây giờ mình chỉ chia thôi. Dụ nè, 1, 2 nè, 3 nè. Đó, đây 3 nè, 1, 2 nè, 3 nè. À, đây là 12 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, đó. Đó, nó rất là ok các bạn nha. Chúng ta điều khiển xong rồi chúng ta chỉ cắt là ok nha. Đó, các bạn thấy. Rồi, đây là cái trò này nha. À, rồi, chúc anh em tập luyện thành công nha.